Theo người dân địa phương, tình trạng cá chết bất thường xảy ra từ chiều ngày 6 tháng 11. Ban đầu, cá chết xuất hiện lác đác trên mặt hồ, một phần lớn lờ đờ, ngóc đầu lên mặt nước, sau khi chết thì dạt vào bờ. Đến sáng ngày hôm sau, cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước, bốc mùi rất khó chịu. Tại một số điểm, cá chết nằm san sát, dày đặc, tập trung nhiều ở các góc hồ. Hầu hết số cá này là rô phi, to từ hai ngón tay đến bàn tay người trưởng thành. Các công nhân công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Đông Hà phải dùng lưới để kéo, thu gom xác cá chết trên hồ đưa đi xử lý. Cá chết trắng bụng, nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Hiện tượng cá chết không rõ nguyên nhân khiến người dân sống quanh khu vực hồ Đại An rất lo lắng. Chị Trần Thanh Mai trú tại phường 5, thành phố Đông Hà, cho hay tình trạng cá chết hàng loạt trắng hồ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh hồ, đặc biệt là việc kinh doanh, buôn bán. Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý kịp thời để sự việc tương tự không còn xảy ra, đảm bảo môi trường sống cho bà con, chị Mai nói. Hiện, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị đang tiến hành lấy mẫu nước trong hồ và quanh khu vực các cống nước thải để tìm nguyên nhân.